Chào các bạn, đây là con cá F1 nhà mình các bạn. Đó, nó mới vừa cạn thành công các bạn thấy không? Được con cái kem Pháp. Đó, được kem Pháp các bạn, mới vừa cạn thành công luôn các bạn. Đó, mới đẻ luôn. Đó, các bạn thấy cái dòng F1, cái bầu sữa hết biết không các bạn? À, cái F1 nè các bạn, đang tìm vú bà mẹ nè. Đó, bò cái mà cái dàn xương các bạn thấy không? Lớn, mới về đẻ luôn các bạn. Mình tính nó còn khoảng độ khoảng mười mấy ngày nữa mà này mới có 9 tháng là đẻ nè các bạn. Con này tầm 9 tháng đẻ. Đó, đẻ được cái kem. Đợt hổm thì anh đẻ được con đực kem Pháp. Giờ để được con cái kem Pháp. Con cái F1 này mới có lứa nhì nha các bạn. Cái F1 này mới đẻ mới có lứa nhì. À, lứa đầu tiên là để đựng được kem, lứa nhì là để đựng cái. Trở đầu con các bạn. À, cái dòng F1 này các bạn biết không, sữa là vô địch. Con đang đi tìm vú hết luôn các bạn. Cái F1 bầu sữa lớn dữ lắm các bạn. Con F1 này hồi xưa là mình lúc trước là bơm một phát hoặc là chữa các bạn. Con này để xong thì còn hai con nữa. Anh cái Angus. Con này để xong thì còn cái Angus. Rồi tới để xong thì tới cái Angus này các bạn. Mới về đẻ mình mới về dần xuống chuồng dữ. Cái F1 để xong tới cái Angus. Rồi tới cái Xin. Tới cái Xin lúc đặng các bạn ha. Cái F1 này nuôi con tốt quá nên nuôi bầu sữa tốt, nuôi bầu thai tốt quá nên là nó không được mầm mấy nè các bạn. Đó, mình mới vừa dời nó từ cùng trên xuống. Cái kem Pháp mới đẻ mà cứng nhắc các bạn. Cái F1 này to con dữ lắm các bạn, tầm 1m3, 1m35 mà các bạn, to con lắm. Đó, sữa nó, cái dòng cái F1 là dòng sữa nó là vô địch các bạn, sữa dữ dằn lắm. Con này là mẹ nó là cũng làm bò xin các bạn, đó, mẹ nó là con này nè, mẹ nó là con cái xin này nè, mà bà mẹ nó gần đẻ các bạn, bà mẹ nó tầm tháng nó đẻ. Mình mới đi về cái ra là thấy nó đẻ rồi. Đó, chưa ra nhau. Đẻ rồi mà chưa ra nhau các bạn. Đó, các bạn. Đó, mừng quá ghi hình cho anh em đồ thấy. Mình cũng vậy các bạn, đực cũng mừng mà cái cũng mừng các bạn, miễn là mẹ tròn con vuông là mừng rồi các bạn. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Cảm ơn các bạn theo dõi và lắng nghe mình chia sẻ.